Chào các bạn nhỏ lớp ở cơ bơ 2 nha. Thì lại là cô Trinh đây nè. Hôm nay cô Trinh ở đây để giới thiệu với các bạn một trò chơi mới có tên là cho banh vào ly. Thì để chuẩn bị cho hoạt động này thì cô Trinh có đó là ba cái ly giấy nè, hoặc là các bạn có thể là ly nhựa, hoặc là bất cứ cái ly nào mà các bạn có thể chơi được thì mình cũng có thể là đem ra mình chơi nha. Rồi một quả banh nhỏ nè, hai sợi dây. Thì các bạn ơi, để chơi cái trò chơi này thì sợi dây của mình phải là sợi dây có độ trơn nha các bạn, để banh mình có thể di chuyển trên sợi dây được. Thì bây giờ cô Trinh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi. Nhưng mà hôm nay cô Trinh có mời đến đây đó là cô Hương để cùng chơi với cô Trinh đó. Xin mời cô Hương nha. Rồi, để chơi trò chơi này thì các bạn có thể cùng ba mẹ hoặc là anh chị của mình chơi nha. Thì đầu tiên thì cô Trinh và cô Hương sẽ cầm mỗi người một đầu của sợi dây nè. Rồi sau đó mình sẽ để quả banh lên trên sợi dây. Và khi mình chơi thì mình sẽ di chuyển nhẹ nhàng tay để cho quả banh mình có thể chạy trên sợi dây. Và mình sẽ đặt là quả banh một đầu bên sợi dây, hoặc là bên cô Trinh hoặc là bên cô Hương cũng được nha. Rồi sau đó mình sẽ di chuyển làm sao cho quả banh có thể rớt được vào ly. Đó là mình đã chiến thắng rồi. Rồi bây giờ cô Trinh và cô Hương sẽ cùng chơi các bạn xem nha. Giờ mình sẽ bắt đầu nha. Rồi di chuyển nhịp nhàng tay. Rồi đi nha. Yeah. Vậy là cô Trinh và cô Hương đã cho banh được vào ly rồi nè. À các bạn ơi, các bạn có thể là chơi cùng với ba mẹ cái trò chơi này ở nhà nha. Và nhớ là nhờ ba mẹ quay video clip lại đặng gửi lên cho cô Trinh xem nha. Cô Trinh chúc các bạn và ba mẹ có thể chơi thiệt là vui với trò chơi này. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.